Yên Hưng, đồng bằng bãi bồi ven biển, nằm về phía tây nam vịnh đảo Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, có diện tích tự nhiên 33.191 hectare. Cư dân ở nơi đây chủ yếu sống bằng nghề chài lưới, đánh bắt cá biển, sản xuất nông nghiệp và nghề thủ công truyền thống. Yên Hưng có bờ biển chạy dài hơn 30 km với nhiều cửa sông, bãi triều, vịnh, là nơi trú ngụ của nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế cao. Ngư dân Yên Hưng có thể vươn ra các ngư trường lớn, do vậy phương tiện thuyền trã tôm đánh bắt thủy hải sản là công cụ chủ yếu bám biển từ lâu đời của cư dân ở nơi đây. Là một loại phương tiện thuyền buồm đa năng chạy trên sông biển. Với truyền thống đóng thuyền trã tôm, họ phải tuân thủ những nguyên tắc về tỷ lệ chiều dài, rộng, cao, độ bền của phương tiện, thích nghi với con nước thủy triều, sức gió và tốc độ cho việc khai thác đánh bắt thủy hải sản cho năng suất cao, đối phó với sóng to gió lớn. Việc chọn gỗ đóng thuyền trã tôm phải là chủng loại gỗ táu, gỗ chịu nước. Chiều dài của thuyền trã tôm tùy thuộc vào yêu cầu khai thác hải thủy sản trên sông biển. Ván thuyền dày 3 phân, bản rộng 25 phân, luồn thuyền phải chọn gỗ thẳng, gỗ ghép mạn thuyền phải đao hình tàu chuối. Bộ công cụ sản xuất thuyền gỗ ván bao gồm rìu, búa, lục, cưa và khoan. Công cụ chính để đóng thuyền gỗ ván là rìu, búa và khoan. Lễ Phật Mộc đóng thuyền trã tôm thường được ông chủ lán dâng lễ vật để cầu an và là người ghép ván Phật Mộc bổ nhát rìu khởi thủy. Muốn ván thuyền là một công đoạn đòi hỏi người thợ phải tính toán hợp lý và chọn ván sao cho phù hợp, tạo độ cong của ván, không để ván khô, giòn, cháy,
chất lượng ván tuổi thọ không cao. Cấu tạo thuyền trại tôm gồm có lườn thuyền từ 3 đến 5 con ván, vách thuyền từ 2 đến 5 con ván, cong thuyền dày 6 phân, chiều cao 1m2. Quy cách thuyền trã tôm đánh bắt thủy hải sản ven biển thường có độ dài từ 7 đến 10 mét, rộng từ 2,8 mét đến 3,2 mét, chiều cao từ 0,95 mét đến 1,1 mét. Thank you.